Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mỹ Hải. Và hôm nay Mỹ Hải sẽ vào nhà cháu Mỹ và trao phần quà của gia đình Ánh Tuyết Rainer Nam Phương ở bên Đức nhé các bạn. Anh chị cũng có gửi về cho Mỹ Hải là 3.800.000 đồng. Và chị cũng có dặn với Mỹ Hải rằng là 500.000 đồng sẽ ủng hộ kênh Mỹ Hải. Qua đây Mỹ Hải xin chân thành cảm ơn gia đình anh chị Rainer Nam Phương ở bên Đức nhé các bạn. Và gia đình anh chị cũng có nói rằng sẽ tiếp tục ủng hộ Mỹ Và là 500.000 đồng để ủng hộ kênh của Mỹ Và nhé các bạn. Và số tiền còn lại là 2.800.000 đồng sẽ mua giường vào cho gia đình nhà anh Lành. Và bây giờ Mỹ Hải xin mời quý vị và các bạn cùng Mỹ Hải vào nhà cháu Mỹ và trao phần quà của gia đình chị Ánh Tuyết Rainer Nam Phương ở bên Đức nhé các bạn. Bố có ở nhà không con? Bố con có ở nhà không? Sao không mặc quần vào cho ấm? Lại mặc mỗi cái váy thôi. Mỹ Vào ơi, có nhà không? Vâng, có không ạ. À, đang đi đâu về? Nhà mà. Ở nhà đó gì? À, xong cho con mặc cái áo ấm vào. Đang cho nó mặc, nó mặc xong kia cởi ra. À, nhà đã ăn cơm gì chưa? Chưa. Con chưa nấu á? Ôi dồi ôi, sao có những cái bàn sao lại lấy cái tấm ấy đây? Cái bàn này hỏng rồi ạ, vẫn chưa có tiền hắn nọ đưa trẻ con đâu. Đứa con này nó làm nó ngã vào nó làm kính vỡ hết rồi. Ngủ rồi, ngã vào xong là làm kính vỡ hết rồi. Vâng. Thế thì mình phải lấy mua cái tấm kính khắc vào chứ. Bây giờ cái này là nó cũng bị cong hết rồi, phải bỏ đi. À, cũng bị cong hết rồi à? Với lại là Mỹ Vào ơi, dạ. Hôm nay chú vào đây ấy, vào đây là cũng có gia đình Ánh Tuyết đấy. Rainer Nam Phương ở bên Đức ấy cũng có gửi cho cháu là 500.000 để ủng hộ kênh của cháu ấy. Vâng 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 vâng. Thế thì cháu cũng rất cảm ơn là anh chị. Rất cảm ơn anh chị ạ. À. Vâng, đây Mỹ Sò ơi. Hộ lấy 500.000 này để trao trực tiếp cho Mỹ Bà này. Rồi rồi rồi. Đây. Vâng. Phần quà là phần quà của gia đình Ánh Tuyết Rainer Nam Phương ở bên Đức nhé. Vâng vâng. Anh cũng có gửi cho cháu trong những cái thước phim ngắn của chú ấy là anh chị cũng coi được và anh chị cũng nhìn thấy cháu ấy cũng rất là nhiệt tình, với lại là gia đình nhà cháu ấy cũng rất là hoàn cảnh, thế cho nên là anh chị cũng có gửi là 500.000 để ủng hộ kênh của cháu. Vâng vâng vâng. Sau đây thì cháu cũng rất cảm ơn cho anh chị là cũng rất là quan tâm đến Mỹ Bà. Rồi rồi. Cũng, Mỹ Bà cũng chúc anh chị có một sức khỏe dồi dào. Vâng vâng vâng. À. Đấy, thế là hôm nay là đồng chí vợ đi đâu rồi? Đi lên chợ rồi. À, đi lên chợ rồi. Vâng. À, thế là còn với cháu bé này thôi, không cho vâng. Sao không cho cháu bé này đi học? Nó mấy hôm nó đang bị ốm không ạ? À, mấy hôm đang bị ốm à? Vâng. Thế hôm nào bảo là tìm gỗ ấy để cho Mỹ Sò làm hai cái cánh cửa sổ cho, đã tìm được chưa? Có rồi. Có rồi? Vâng. Có rồi á? Vâng. Lấy được mấy tấm này thoải mái rồi. Mấy tấm trên này á? Vâng vâng. Ú, mấy tấm này liệu có mọt không ạ? Mọt này. Này được. Cái này được chứ gì? Vâng. Mỹ Sò kiểm tra lại xem là mấy cái này có được không Mỹ Sò? Liệu có làm được cánh cửa sổ cho Mỹ vào? Đóng cửa chữ Z được. Đóng cửa chữ Z thế nhỉ? Ừ, cửa chữ Z được. Rồi rồi. Ngày mai là tiến hành làm được. Thế là mai mình làm luôn đi. Vâng. Đấy, xong là bỏ những cái gỗ trên này ra đi. Với lại là những cái xà đây này cũng mục hết rồi. Với lại là còn được cái số tiền mà của anh chị gửi cho 500.000 ấy. Thì là bây giờ là mình sẽ mua cái xà này về mình thay đi. Đây là chính cái xà dứa này Mỹ Sò này. Đấy, cũng hỏng hết rồi. Đây này. Điện này bây giờ nó còn tuột ra hết này. Chuẩn bị thay để cái bóng này phải treo cho khác. Đây này, mọt hết rồi. Động vào cái là gãy ngay. Đây, gãy ngay. Gãy rồi đúng không? Bây giờ mình tìm cây kiểu gì về để mình tháo cái này ra mà để cho nhà không đổ được. Bây giờ luồn cái xà này cũng vớt này. Đúng rồi. Luồn cái xà này á? Ừ. Bây giờ hai bên nhà của họ cũng cho đục tường thì còn nó cũng biết luồn được. Thế mới nói. Luồn được cái xà này. Thế khổ nhỉ. Thế thì bây giờ làm biện pháp kiểu gì? Hay là cưa mỗi cái đoạn giữa này thôi. Sau là mình nối vào. Cái này bây giờ là... Đây này, cái xà chính giữa như này này, ngủ sập nhà. Ui, sập nhà lúc nào không biết này, đây này. Mọt hết rồi mà. Mọt hết như này rồi mà. Phải thay những cái xà đi, cái xà này là xà chính giữa nhà đấy. Đúng rồi, xà chính giữa đấy. Đúng không? Chỉ còn một cái đòn tay ở trên này thôi. Vâng. Kiếm cái xà thay vào. Kiếm cái xà đi. Mình phải kiếm cái xà thay vào đi. Đấy, có tiền đấy rồi, xong là kiếm xà đi Mỹ Văn nhá. Vâng, vâng. Để nó Mỹ Sò
với chú sang bên này là chú giúp một tay nữa, là mỗi người một tay là nhanh thôi mà, là xong mà. Vâng. Rồi rồi. Thế là cháu lớn là đi học rồi à? Đi học rồi. À. Thế là đã nấu gì cho cháu gái này ăn chưa? Cháu gái này sáng là mẹ nó úp cho gói mì. À, úp cho gói mì ăn thôi. Bây giờ nó lại ăn mì sống. Đấy, tivi tủ thì cũng có đầy đủ rồi. Nhưng mà còn với cái bàn này là lại lấy cái bàn. Cái bìa của tủ lạnh ấy. Cái bìa này bìa đựng của tủ lạnh. Sao lại làm cái mặt bàn như thế? Bỏ đi. Bỏ đi xong là mai. Nó khắc tự chế vào. Nó là... Bỏ đi. Bỏ đi xong là mai bảo Mỹ Sò ấy. Hộ bào lại một cái mặt bàn gỗ cũng được mà cho chắc. Mỹ Sò ạ. Mai mình sẽ bào luôn một cái mặt bàn đây xong là mình chỉ bắn vít vào thôi. Bây giờ không thẳng được. Cháu tự làm một cái bàn chân gỗ ấy. Xong là cũng dài như thế này luôn. Xong là lấy cái hoa cho vào thôi. Đấy, tùy. Đấy, tùy hai đồng chí xem là nghiên cứu kiểu gì để làm cho Mỹ Bà được một cái bàn này đi. Nó rộng tương tự như thế này luôn. Cho luôn 2.60m2 vào. Cái này đó là 56, 55 rồi. Bao nhiêu? 60m2 à? Đấy, thì không thì là mai lấy mặt bàn gỗ cũng được. Để cho chắc, cho khỏe đúng không? Vì là nhà mình có con nhỏ. Là vừa ngay mà. Không sao lại không mua lại những cái bàn giống như trên này này. Đấy, cái bàn, bàn để nội điện này. Thế này này. À. Xong là trẻ con nhiều, đông trẻ con xong là nó ngá nó trổ vào với hết mặt kính. Cái cánh cửa phụ cái một là có cùn hết chân rồi khả năng. Nhưng cái này thì phải thay hết rồi đây này. Hỏng hết rồi. Cái này nó chỉ bằng cái gốc cây gạo mà cái này. Đấy, như đợt trước vào là mình đã biết rồi. Này, cháu nó còn sắc đi rồi cháu đóng lại này. Thấy chưa? Những cái này là hôm trước là chú vào đây chú đã biết rồi. Đây này, cả ngoài này là Mỹ Sò này. Những cái bức tường này ngoài này cũng đã nứt hết rồi. Đây này, trên này cũng nứt hết rồi đây này. Ở như vậy làm sao mà được? Sập nhà lúc nào cũng biết đấy. Cải thiện lại được không? Hả? Không cải thiện được, cái ngoài này không được. Đây này. À. Hay là lại vít vữa vào thôi được không? Vít vào cũng không ăn thua được. Nó đen rồi. À, cái này dính bột cũng nó không ăn rồi ấy. Không ăn rồi đúng không? À. Đấy, rất là khó này. Đấy, ngoài này cũng rất là ướt. Tủ tiếp chạm bát thì là cũng đã có đầy đủ rồi. Ấy, mỗi cái nhà thôi. Mỗi cái nhà này là thay được cái xà cái là vẫn được đấy mấy bà. Chuyển thay cái xà thôi. Cái xà kia là liệu bây giờ mình dùng bằng sắt được không? Mình biện pháp làm kiểu gì dùng bằng sắt đấy. Được không Mỹ Sò nhỉ? Dùng bằng sắt 5-10 kia. Đấy, dùng bằng sắt đi. 5-10 kia sao không được. Nhờ cái máy hàn, nó hàn nối dưới. Đấy, để nối dưới. Còn không thì bây giờ là cái xà này mà gập xuống một cái nhá. Là xong hết cả nhà đấy. Cái này thì không có rồi. Cái này thì không làm ăn được gì rồi. Ôi giời. Ở đây để mặn nhẹn nó kéo vào thêm thôi. Đúng rồi. Đây ông ạ. Sao? Thế hôm mà chú cháu mình bưng lại nhà cho chú anh Xính ấy. Ừ. Cháu bảo là nhà bây giờ nhà chú anh Xính là cũng đẹp hơn nhà cháu nhiều. Đẹp hơn nhà Mỹ Bà nhiều. Thì được mấy cái hương cái là gọi là bát đúa với cả được tivi mà để được, xem. Được cái tivi để xem đúng không? Có cái tivi thôi. Có ngoài ra cũng chẳng có cái gì, nhà thì cũng còn xấu hơn cả nhà anh em Xính. Đúng rồi. Vì là mình đây là được mỗi cái chỉnh tường, được cái tường gạch thôi. Đấy, được cái tường gạch là chắn gió là đảm bảo thôi. Còn những cái xà trên này thì cũng đã mối mọt hết rồi các bạn. Mối mọt hết rồi. Xong gấy rồi. Những cái lỗ mà kia là trước hôm nọ là không vít được à? Cho vào xong là lại nóng là nó đã chảy đi hết mà. À, cho vào nóng rồi lại chảy hết. Đấy cũng tông không hết rồi. Lo nhất là cái xà đây này. Đúng rồi. Sợ nhất là cái xà đây thôi. Cái sau mà trận mưa cái xà đây mình rất là sợ cái xà này. Chạy sang nhà anh trai ở. Đấy, xà lại cứ động như này là cái xong ấy. Xuống luôn ấy. Cứ mỗi lần mưa to là phải chạy sang bên nhà anh trai. Vâng. Ôi giời ơi. Thế thì đấy, vừa rồi cái tấm bồ lô này rơi một phát bộp một phát xuống tận dưới này luôn. May còn không vào giường của đứa con ta. Tấm bồ lô trên này á? Vâng, tấm mới đây này. Rơi xuống cái này á? Vâng, cả cái xà kia. Được xà gấy cho nó rơi xuống đây. Xà kia là cũng chỉ trống như này thôi trống đúng không? Mà nó cũng gấy rồi, gấy nửa rồi. Gấy đôi luôn rồi, bây giờ chỉ trống thôi. Gấy rồi. Thế thì cũng khó rồi. Đấy, giường chiếu thì cũng chỉ là quay được mấy cái rèm như này thôi. Rèm bên này thì cũng rách hết rồi mấy bà. Lấy chỉ thì khâu vào được mà. Cái này thì khâu vào nó không được đẹp rồi. Đấy, lấy chỉ. Thay mới đi. lấy chỉ khâu vào được mà. Có tiền rồi thay cái mới đi. Đúng rồi.
Đấy, mình vẫn có mấy cái hòm đấy dự trữ lại đây đây còn gì nữa. Mấy cái hòm này cũng hỏng hết. Mấy cái hòm này cũng hỏng hết à? Đây giường đẹp đây. Giường đẹp nhưng mà cái đệm mình không có không ạ? Bây giờ con trai nó chỉ lấy cái này giải linh tinh lên thôi. À, vâng. Có giường nhưng mà cũng không có đệm đúng không? Vâng. Chỉ có những cái chăn thế này. Mình đi làm thiện nguyện còn hộ còn được đẹp hơn của mình. Bây giờ là những người làm nghèo nhất mình cũng đi hộ rồi, bây giờ là người ta còn được đẹp hơn là của mình. Lại đẹp hơn của nhà mới bà. Thôi mình cố gắng vì là mình còn trẻ. Mình còn trẻ thì mình cố gắng là mình phải chịu khó mình làm. Vâng, vâng. Đấy, chịu khó làm. Đấy, không là mai làm cái này thì là tí nó tranh thủ bỏ những cái này ra đi. Cái đấy còn được không biết sao? Cái này được. Sàn này vẫn được đúng không? Sàn này, sàn này được. Mỗi cái xà chính giữa kia thôi là hỏng thôi. Xà chính giữa. Còn cái xà ngang này vẫn được. Đúng rồi. Đây là cái giường bên này là được. Con ngủ bên này. Con ngủ. Còn hai vợ chồng là ngủ ở bên này được. Đúng không? Được. Đấy, hai vợ chồng ngủ bên này có đệm không? Đệm này, này cũng là có nhưng mà đệm hỏng gần hỏng. Cũng có đệm này. Đây, được. Có giường đẹp đây. Giường này hôm nọ có cái anh gọi là buôn bán này, lấy quả lên cho cháu bán này. Ông vào đây, ông mà xem xong thấy hoàn cảnh của ông mua cho, ông muốn tặng cho. À, nhìn thấy hoàn cảnh quá là anh ấy mua cho à? Vâng. Đây, giường rất là đẹp này, chân giường rất là to này. Vâng. Đấy, rất là đẹp. Đây, rất là to. Mua tận dưới nhà Phú Thọ lên, ông tặng cho. À, được những cái vai giường này rất là khỏe này. Vâng. Ngồi phải thế. Đấy, cũng rất là đẹp này. Thế là anh ấy mua cho mình. Vâng, vâng. Rồi, rồi. Đấy, bây giờ là mai là tí nữa xong là như nào? Mình sẽ bỏ luôn cái... ván này xuống mới sọ. Ô nhưng mà mới vào phải nhặt cái ngô này đi mới bỏ được ván ra xuống. Cái ngô này thì nhặt nhanh hơn. Đây. Đấy, nhặt cái này ra xong là bỏ cái ván này xuống đi, xong là mai mới sọ xuống nữa là chỉ việc đóng vào thôi là xong. Mai là nhớ mang cả mấy bào nhá mới sọ nhá. Đi đi lắp cái khuôn cửa dưới bà ghi thì mình mang đồ ở dưới kia về ném đây luôn. Đúng rồi, ném đây xong là mai mình làm luôn. Làm luôn cho mới vào đi. Khổ quá, ở như này thì không được. À, xem đấy, giờ hôm nọ thì cũng đang rất là hoàn cảnh, cũng đi vay được nhà nước được 15 triệu để mua mấy con lợn để cố gắng nuôi nó lớn xong là bán đi để cố gắng sửa sang cái nhà. Hôm nọ vừa vay á? Vâng, thì cũng không may thì lại cũng dính dịch tại lại châu Phi thì chết hết rồi. Ôi dồi, thế là hôm nọ là mua hết 15 triệu tiền lợn luôn? Vâng, mua được 7 con. Ôi dồi. Thế là lại dính dịch phát là lại chết hết. 7 sạch. Con, mỗi con là rơi vào tầm khoảng 2 triệu. Vâng. 2 triệu, 2 triệu là lợn là cũng to lắm rồi đấy. Vâng, 2 triệu mà. Chú đi mua cho nhà chị Và kia kìa. Và nhà chị Và là chị Và khắc tự mua lấy. Với lại là nhà chỗ nhà em Xính kia kìa. Đấy, hai con lợn nó cũng rất là to. Đấy, nếu như mà hết 15 triệu mà mua được 7 con lợn à? Vâng, mua được 7 con không ạ? 7 con lợn như thế mà mình mua luôn một đàn như này thì chả chết hết thì chả mất bao nhiêu tiền à mới sỏ. Mất nhiều tiền lắm. Đấy, là còn vay tiền nhà nước nữa. Cố gắng nuôi để nó lên hết 1 năm thì sang năm sau thì hàng tháng là dạ tiền lãi nhà nước đấy. Xuất ra thì nó sẽ được 60-50 triệu thế này. Ôi giời ơi. Thì là con lại không may thì là những cái vào cái mùa dịch của nó là chết hết. À, thế con bò vẫn còn gì? Vâng, con bò thì vẫn còn. À, bò vẫn còn gì? Thế thì xong rồi. Thế thì 15 triệu coi như là mình vay nhà nước là có nghĩa là mình đã không không cánh mà bay. Không cánh mà bay đi rồi. Đấy, thế là dở rồi. Tại bây giờ là vẫn còn nợ nhà nước 15 triệu mà không có cái gì để nuôi. Đấy, lại không có gì nuôi. Vâng. Đấy, những cái cánh cửa sổ này thì nhà cũng sắp đổ rồi mà bây giờ là vẫn chưa làm được với sò. Khổ thế. Bảo rồi nhưng mà được rồi, mai mình xử lý luôn. Đúng không? Mai mình xử lý luôn đi. Ừ, mai xử lý luôn. Đấy, nhà cũng sắp đổ hết rồi nhưng mà còn cái cánh cửa sổ này vẫn hai cái cánh cửa sổ này vẫn chưa làm được. Vẫn chỉ lấy cái chiếu này che như vậy thôi. Đây các bạn ạ. Đấy, nhà mới vào đây. Đấy, cũng chỉ là cái cánh cửa sổ này này là cũng làm từ rất là lâu rồi, cái nhà này rất là lâu rồi. Thế cho nên là mới vào ấy cũng không có tiền để gọi là sửa lại những cái cánh cửa sổ như này. Và Mỹ Hải ấy cũng có nhờ là Mỹ Sò ở đây để gọi là mai là hai chú cháu sẽ vào đây giúp mà Mỹ vào để làm lại hai cái cánh cửa sổ để mùa đông này ấy, để đỡ lạnh. Còn không thì ở bên kia thì cũng chỉ che bằng chiếu. Mà ở bên này cũng chỉ lấy bằng cái tấm rèm thú. Phải rèm không? Cái này cái vỏ chăn này. Cái này là cái vỏ chăn. Hỏng hết này, chuột xuất này gặm. Đấy, thấy chưa? Cái này là cái vỏ chăn. Bây giờ để che vào cái cánh cửa sổ để gió đỡ lùa vào thôi. Mất hết cả cái bí quan. Đúng rồi. Với lại là mình phải chịu khó vào. Hôm trước có những cái tấm văn ép ấy. Ở bên nhà chú mà không lấy về để đóng thành cái cửa sổ đấy vào. Để cho nó nhanh á. Ê, nhà trên này đâu mới vào bảo là cái tấm mới trên này là mới sò này nhấp nhô vào như này này lấy kết như này này bóng luôn mà là rơi xuống này
là rơi xuống rồi đâm ra là may là không vào các con là được rồi. Mưa gió như này rất là sợ. Bây giờ là hai cái nắng mục hết này, nó giấy không phải có thể đệm thêm cây sắt vào. Cái nào? Trống lên, xong là hai cái này cũng sắt sắt giấy nốt rồi. Đây, mòn hết rồi. Để như này làm sao mà được với bà ơi. Ở đổ rơi lúc nào không biết đấy, đây này. Nhà này đi leo lên khó đấy. Leo lên quá khó luôn đây này. Lại phải lấy cái thanh sắt này này. Kê vào này. Cái này là phải tìm mấy cái xà kia cơ. Đi mua mấy cái xà kia vào mình gối lên đây đi mấy bà ơi. Chạy dọc ngang qua đây này. Gấy hết như này là không ổn đâu. Ôi trời. Đấy, mỏng manh lắm, bị sò. Nhà cháu thì như thế tạm ổn rồi. Nhưng nhà cháu này lại quá đẹp rồi ấy. Ông thì ông mấy chốc nữa xây thì lại còn mỗi người mình mới gà. Đấy, còn mỗi nhà mới gà thôi. Còn chú thì mai gì kia là chú lại xây lên rồi. Đấy. Bây giờ là mình phải có biện pháp là mình khắc phục cho mấy vả đây thôi. Những cái xà đấy cũng mối mọt hết như này này. Làm sao mà được, bờ lô rơi xuống là phải thôi. Mày mua lấy máy thủy sắt 48 mà. Cấy thêm vào. Cấy thêm vào đúng không? Ừ, cấy thêm vào. Để cho khỏe. Vâng, không cái này nó xuống lúc nào không biết, nó không báo mình đâu. Đúng rồi. Cái này nó xuống lúc nào không biết thật chứ, nó không báo mình thật chứ. Rất là khổ. Nhà cửa thì cũng rất là gọn gàng, nhưng mà được cái là một cái nhà thôi. Rất là lo. Lúc mùa mưa ấy, gió thổi vào là rất là nguy hiểm đấy mấy bà. Vâng. Đấy, cực kỳ là nguy hiểm luôn. Đi mấy sò ơi. Đi sang xem bò của mấy bà cho nó. Hôm nọ bảo là lợn chết hết rồi. Còn ngan vịt bò bên này là bò của nhà anh trai à? Vâng, anh trai hết. Ô, nhà anh trai thì rất là nhiều bò rồi nhờ. Vâng. Còn mấy bà là... Còn mới vào là lại ở ngăn bên này à? Vâng, đúng rồi. Bây giờ trái bếp này còn đẹp hơn là trong cái nhà của mới vào. Đấy, vừa rồi là mới vào vừa làm xong đấy. Bếp này chắc chắn luôn. Đấy. Vâng. Còn một con bò này thôi, đúng không? Hôm nọ là nuôi lợn ở bên là chết hết. Ôi, thế thì bây giờ là còn mỗi con bò thôi. Thế thì cũng rất là khổ. Thôi được rồi, chó Dư gọi vào nhà đi. Mưa to chạy ra bếp này ở, đằng sau bếp này ở theo chắc chắn hơn trong nhà. Đúng rồi, nếu mưa to thì ra đằng sau này cũng được này, mới vào này. Đúng không? Mưa to ra đằng sau này. Đựng đồ lung tung nên là nó không được dọn sạch sẽ lắm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà trường hợp mưa to thì mình vẫn phải ra ngoài này đỡ hơn trong nhà. Đúng rồi. Mưa gió người trong nhà nhìn nó không ổn định là nấu ở ngoài này hết. Rồi rồi. Thái cỏ bò cũng ở ngoài này. Rồi rồi. Này mọt hết thật rồi, khả năng phải thay thôi. Chả mọt hết thật chứ, đây này, có được đâu. Cháu đang dự kiến rằng là đấy cháu gia đình cháu thì cũng thật sự là cũng chẳng có gì cực kỳ hoàn cảnh. Ừ. Ông xem là ông à, nếu mà ông có thì ông cho vay khoảng độ 5-6 triệu này để đi mua xà về thay. Để xong ông là, cho vay á? Vâng, xong là sang Tết sau, ăn Tết xong thì cháu sẽ tiền để cháu gửi cho ông. Còn cái xà này gì? Vâng. Chỉ vay tiền làm cái xà này trước thôi nhỉ? Vâng, vâng, bây giờ là trước mắt còn chỉ thay xà thôi để cho nó đỡ thôi, chứ còn không thay xà thì nó cũng thật sự là cũng không dám ở trong nhà đấy. Rồi rồi. Lấy thế thì cái xà này là rơi vào tầm khoảng bao nhiêu tiền nhỉ? Mỹ xò hay là mồng, Mỹ xò biết không? Xà này bây giờ nó rơi vào tầm nếu xà gỗ nó rơi vào 2,5-3 triệu. Xà gỗ là 2,5-3 triệu. Ừ. Thế là vay 5 triệu, đúng không? Ừ. Đấy, vay 5 triệu thì bây giờ là cầm luôn 5 triệu, để có 5 triệu đây, để cho vay luôn 5 triệu để mai mình tiến hành mình làm luôn đi. Cấp tốc thì còn không ở như này là không đảm bảo đâu, nhá. Rồi rồi rồi. Sắp kiếm đồ đến nơi rồi. Đấy, đây, Mỹ Sò ơi, Mỹ Sò hộ đếm lại ở đây này, xem có đủ 5 triệu đây không? Đấy, đếm lại 5 triệu đấy, đưa cho Mỹ vào, mượn xong là để Mỹ vào làm mà. Cái xà này của Mỹ vào đó. Cứ lo cho các cháu đó. Đủ 5 triệu đấy chưa? Đấy, đếm cho Mỹ vào mượn. Để Mỹ vào còn làm. Nhớ là đi tìm xà để về làm luôn nhá Mỹ vào nhá. Vâng, vâng. Còn những cái xà như này là nhà mình là đổ lúc nào không biết đâu. Đây 5 triệu đây ông ơi. Rồi rồi. Xong là hôm nào thì cháu lại chắc là phải sang Tết rồi. Rồi rồi, qua Tết thì gửi cho chúng được. Đi làm này để chú cố gắng
gửi cho ông. Rồi. À. Đủ chưa? Đủ là 5 triệu đấy ạ. Rồi. À, có gì thì cháu sẽ cảm ơn ông sau. Rồi, không có gì. Cứ làm xong là thay luôn. Nhìn cái xà này. Mình ở nhà không sao, trẻ con ở nhà này, sập lúc nào cũng không biết đây này. Mỗi mọt hết như này làm sao mà được. Sắp gáy rồi, cứ động cái là gáy ngay chứ. Cái này chặn nhẹ cái là nó xuống ngay. Đúng rồi. Đấy, nhớ phải làm luôn nhá. Giờ là chú còn phải đi vào trong nhà chú chị Và. Một mình phải nuôi 5 người con ấy. Lấy cái bạt vào quây cho con lợn. Vì là hôm qua chú anh em ở trong kia ấy, cũng có ra chợ đây ấy. Xong là cũng bảo là mua được lợn rồi. Sợ mua được con lợn hơn 2 triệu thôi, sợ lạnh. Sợ là nhà chị lại không biết cắt cái cây dương xỉ vào nữa. Bây giờ là chú phải vào trong đây một tí nhá. Nếu cháu ở nhà thì trông con thì cứ ở nhà đi. Xong là chú đi vào trong kia một tí nhá. Rồi. Nhá, thế thôi nhá, mới vào nhá, chú về luôn nhá. Vâng. Rồi. Không về nhá. Rồi. Đấy các bạn ạ. Sau một thời gian ngắn ấy, vừa trao phần quà mà của chị Ánh Tuyết Rainer Nam Phương ở bên Đức, vừa trao 500.000 cho Mỹ Và xong. Và bây giờ ấy, Mỹ Hải cũng vừa vào đến nhà chị Và nhá các bạn nhá. Và hôm nay vào ấy, Mỹ Hải cũng có lấy được bạt vào đây để quây 2 con lợn của nhà chị Và để trong cái mùa đông này đỡ lạnh nhé. Vì là cô Linh Trong ở bên Mỹ ấy, cũng có gửi tiền về cho Mỹ Hải để Mỹ Hải đưa cho nhà chị Và. Và đưa tiền cho chị Và ấy, chị Và bảo là tự đi tìm lợn ở trong bản mình ấy thì mới biết là lợn khỏe nhá. Và chị Và cũng đã mua được rồi, và bây giờ Mỹ Hải cũng đã lấy được bạt vào trong này rồi. Và bây giờ là Mỹ Hải sẽ đi vào nhà chị Và nhé các bạn nhé. À, các con ở đây. Tôi đi là tôi xin lỗi. Tôi thích giờ rồi. Giờ tôi vào này tôi thích giờ rồi. Đây các bạn ạ. Hôm nay thì là vào đây ấy, cũng có gặp được ông nội của chỗ nhà chị Và đấy các bạn nhé. Tôi vào một thử. Vào học ra rồi. Vào học ra rồi. Các bạn ạ, Mỹ Hải vào đây ấy, cũng có gặp ông nội của chị Và thôi. Nhưng ông nội của chị Và cũng có nói rằng là chị Và thì hôm nay là ở trong thôn xóm ấy, cũng có một đám cưới, thế cho nên là chị Và đi ăn cưới rồi các bạn ạ. Thế bây giờ em lấy cái bánh kẹo cái ra, em đưa cho các cháu đi. Ui, để các cháu nhọn nhèm quá. Xong rồi em lấy cái bạt vào đây xem nào. Em chú của chỗ chị Và ấy nhỉ, nhà tít bên dưới rồi, nên không gần đây thì mình lấy cái bạt vào để mình hai anh em đóng một lúc là được. Để cho nhà chị Và. Nó thả. Đấy, lấy cái bạt vào đi. Ngài để con này tao tụ vào thay tùm bùa. Một chè. Đấy, lấy cái bạt vào trong này đi. Chị Và lại không ở nhà. Đấy, nhà chị Và cũng đang nấu gì đây? Còn với ông nội đang nấu cơm cho các cháu nữa sao hả? Đang đun nước. Rồi. Vẫn là cái nồi cơm huyền thoại cho cháu bé đúng không? Nấu cháo. Rồi. À em. Ê, chị Và đi đâu rồi? Đi ăn cưới rồi phải không? Đi ăn cưới rồi. À. Thế bây giờ là anh lấy cái bạt vào đây để mang vào quây cho hai con lợn của nhà chị Và ấy. Và anh cũng lấy được đinh vào rồi để mình đóng lại cái chuồng nhá. Rồi. Nếu chị Và không ở thì anh em mình đi làm luôn nhá. Rồi. À, thế con lợn mà hôm nọ chị Và mua có to không? Hơi bé tí à? Nhảy đi ra ngoài rồi. Nhảy ra ngoài á? Vâng. Nhảy ra ngoài thì bây giờ mình quay vào, lấy anh mang cả đinh vào mà. Tí nó bắt vào đây, mình đóng xong là mình bắt vào đây, cho ở cùng hai con với nhau. Để đỡ lạnh, đúng không? Đấy, chị cũng để tông hông như thế thôi, chị lại không đóng được. Hơi bé là nhảy qua các khe này à? Đúng không? Đấy, bây giờ là bỏ những cái tấm đây ra, đây. Anh cũng lấy được bạt này vào đây rồi. Cắt cái bạt này đi, quay vào đây để con lợn đỡ lạnh. Đấy. Thế là con lợn bé kia là đang ở đâu? Dưới này. Mua bé hơn con này à đúng không? À, con đấy không biết là chị mua bao tiền? Có ấy. Là 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi là con này. Không phải. Con này con đợt trước, cái con sau mà anh đưa tiền cho chị mà. Có ấy. Cái con hôm nọ là con này à? Con sau cơ. À kia các bạn ạ. Con ở dưới gốc cây kia phải không? Phải ạ. Đúng rồi. Đấy con đấy là, con đấy cũng to đấy chứ. Đấy bây giờ là em bỏ những cái đấy ra. Để mình quây cái này vào. Để đóng lại cái chuồng này cho chị. Con đấy to phết em ạ. Vâng. Con đấy là... Thế tròn tròn. Nhưng mà cái dưới kia không? Dưới gốc cây ấy. Tí có bắt nó xuống à? Có chứ. Tí là mình lấy cái cây mình đóng qua đây này.
Đây này. Cái hố này nó to thế sao nó chẳng nhìn ra. Đúng rồi. Anh có cả đinh vào đây, anh mang cả đinh vào đây mà em. Thế chị dâu nhà em có cái xà này không? Cái xà này. Đúng rồi. Cái xà này không có được. Không có. Bây giờ thế thì mai cá nhân anh nhờ em đi chặt hộ chỗ chị dâu em ấy, mấy cái cây về để bắt con lợn bé lên trên này để đỡ nhảy. Vâng. Nếu mà rộng thì là mình cắt đôi ra. Rộng mình cắt đôi ra. Em phải bảo chị và ấy, chị dâu em ấy, mùa này lạnh rồi phải lấy cái cây dương xỉ lót vào sàn. Với lại cái sàn này hở quá, lót vào thì cũng rơi hết. Em ơi, giải ra xong là chị em cắt dọc này. Cắt dọc này để quay được. Con này đang nhảy ra. Gà hôm trước mang vào đây này. Cũng rất là đẹp. Đấy, chị mua con lợn này cũng rất là đẹp này. Đấy, đã sổng ra đây rồi. Đấy, lợn đẹp lắm. Lợn ở trong bản, chị tự chọn lấy. À, gà này cũng hay bay. Thảm nào bên anh Trá cứ bảo là bay ra ngoài, đúng rồi. Đây này, đang bay ở trên bờ rào trên này. Gà hôm nọ là lấy vào là 10 con cho nhà chị Vàng nuôi đây. Rất là đẹp. Tiếc rằng là hôm nay là chị đi ăn cưới, chị lại chưa về nhà. Thế cho nên là vợ chồng Mỹ Hải với lại là em chú của chị Vả ấy đang giúp quay lại cái chuồng ở trong này thôi nhé. Mình cắt cái này xong còn một nửa bạt ấy, để cho nhà chị Vả đóng cái trần ở trong kia để đưa bụi vào cho các cháu nhá. Còn cái bạt này thoải mái là đóng cả cái giường ở ngoài cho hai cháu ngủ kia mà. Đóng lên để đỡ bụi. Đây anh mua được đinh về đây này. Đây đây, đinh đây. Đinh đấy là thoải mái đấy nha em nhé. Mai là nhớ đóng cái này giúp chị dâu em nhé. Rồi rồi rồi. Bây giờ cứ quay để cho lợn đỡ lạnh ra đi. Nhưng mà mai em đóng thì bây giờ quay thì mai em lại tháo ra. Bây giờ em đóng thì là mai lại phải tháo ra. Thế thì không được. Không. Đóng vào thì không tháo rồi. Nếu mà đóng vào không tháo thì không được em ạ. Vì là nếu như mà đóng vào như này thì mai con lợn vẫn nhảy ra. Đúng không? Đúng. Thế thì bây giờ là gấp cái bạt vào. Vâng, gấp cái bạt vào thì mai... Mai em đóng xong cái chuồng này đã xong là em mới bắt đầu quây. Vâng. Nhá. Vâng. Sau là mai cá nhân anh là nhờ em. Vâng. Nhá, giúp em giúp chú chị dâu em nhá. Đi chặt cây về. Để mai em bắt đầu đóng cái chuồng này lại cho chị em. Vâng. Nhá. Đấy, bây giờ là lại gấp vào đi. Gấp vào xong là có đinh đấy rồi. Mai em phải làm luôn nhá. Mọi người cùng em đi đi chặt mấy cái cây về. Về đấy. đúng cái này lợn nó không nhảy ra. Đúng rồi, để lợn nó không nhảy ra. Vâng. Thì là mai em quây vào rồi thì là mới không lạnh con lợn. Vâng. Nhá. Vâng. Bây giờ em quây vào xong là mai em lại tháo ra thì mất nhiều công. Mấy nhiều công quá. Rồi rồi rồi, bây giờ là lại gấp lại đi. Được rồi. Đấy, không nhất thiết cứ gấp vào đi. Đấy, chị em mua con lợn kia cũng rất là đẹp đấy. Đây các bạn ạ, vì là cũng chưa có cái cây để mình đóng những cái thanh ngang này các bạn này, đóng những cái thanh ngang này để lợn con đỡ phải nhảy ra. Thế cho nên là bây giờ là cũng mang được bạt vào như này rồi. Cũng đang chuẩn bị đóng nhưng mà còn chưa đóng những cái thanh ngang này ấy. Thế cho nên là lợn thì mai lại cũng sẽ nhảy ra thôi. Thế cho nên là mai ấy, em chú của chị Vả ấy sẽ trực tiếp là đi chặt cây về để đóng xong là
đã có bạt đây rồi. Để mai bắt đầu là nhà chị Và sẽ bắt đầu là quay vào nhé các bạn nhé. Lại gấp gọn vào, xong là mang vào trong nhà. Mai này em làm nhá. Rồi, rồi, rồi. Rồi. Thế con lợn này là hôm nọ là chị Và đi mua, chị khác lấy về hay là ai lấy giúp chị về? Mua đi dưới tít tít dưới về em. Mang về. Đi mua ở tít dưới xóm về. Xong rồi em đi hộ mang về. Thế là hôm nọ là mang về em không thả vào đây luôn à hay là thả rồi? Thả luôn thì nó mà bị cái gì nó bị rảnh nhảy ra thôi. À lại nhảy ra. À cái lỗ này hở to quá đúng không? To quá. Ấy những cái lỗ này hở to quá thì lại ra. Rồi rồi. Thế thì mai em làm luôn nhá. Vâng vâng, thế thì mai cố gắng làm luôn. Rồi rồi rồi. Thế thì anh em mời anh vào nhà nhá. À rồi rồi vào nhà. Rồi rồi nhất chị. Vâng. Chị vào cứ khổ ở nhà rồi thôi vào nhà đi. Vâng. Rồi rồi. Nhớ là mai làm giúp nhá. Vâng vâng, mai làm giúp cho. Rồi rồi rồi. Rồi rồi. Đi vào nhà đi. Ôi cầm cả cái bạt kia. Đấy, mày đóng là một nửa bạt. Còn một nửa bạt đấy thì em giúp đóng ở trên trần trên này em này. Vâng. Đây. Đúng không? Đúng rồi, trên này. Đóng ở trên trần trên này. Vâng. Cái trần kia cũng rách hết rồi. Rách hết. Với lại là nếu không thì trên trần trên này này, chị cũng lấy 2-3 cái nối vào nhau đây thôi. Vâng. Nhá. Vâng. Cũng rách hết rồi. Đấy, chặn bát đây. Dầu ăn hôm nọ lấy vào thì vẫn còn nhiều đây. Đấy, cũng rất là gọn. Mình mua về cũng gần hết rồi. À thế thì bây giờ là chỗ chị dâu em ấy cũng không ở rồi. À, cho nên là đi cũng đi ăn cưới rồi ấy thì cũng có cái bạt ở đây, anh đã mang vào đây. Và mai thì em sẽ đi chặt cái cây kia vào làm cái chuồng lợn cho nhà chị em nhá. Vâng. Rồi rồi. Mai cố gắng làm chà mấy cái về làm xong liền cho cái bàng về che vào để con lợn đỡ lạnh. Che vào để con lợn đỡ lạnh. Nhá. Vâng. Rồi rồi, cố gắng nhá. Vâng. Rồi rồi rồi. Cảm ơn, thế thì mày ngày mai em sẽ cố gắng làm luôn. À, cảm ơn anh à, ngày mai em sẽ cố gắng làm luôn à. Vâng. Rồi nhất trí nhá, thống nhất thế nhá. Vâng vâng. Rồi nếu chị em không ở nhà thì bây giờ là anh cũng ra ngoài luôn đây nhá. Vâng. Rồi rồi rồi. Chào em nhá, anh đi về nhá. Rồi, cảm ơn nhá. Rồi rồi rồi, anh về nhá. Rồi rồi rồi. À, chú chào các cháu nhá, chú đi về nhá. Chú chào cháu, chú đi về nhá. Chào chú đi. Con ở nhà con ngoan nhá. Thôi anh về đi nhá em nhá. Đây các bạn ạ. Mỹ Hải cũng có mang bạt vào và để kiểm tra lợn xem chị Và đã mua là con nào rồi. Nhưng lợn chị Và đã mua được nhưng chị cũng đã chị cũng đi ăn cưới rồi, thế cho nên là không gặp chị mà cũng chỉ gặp được em chú của chị Và thôi. Thế cho nên là bây giờ là Mỹ Hải cũng nhờ em chú của chị Và ấy là sẽ đi chặt cây về để mai đóng lại cái chuồng lợn để cho con lợn con ấy đỡ nhảy nhá các bạn nhé. Và bây giờ ấy Mỹ Hải cũng xin phép rằng là Mỹ Hải cũng ra ngoài huyện luôn. Có lẽ là Mỹ Hải cũng xin kết thúc cái video của Mỹ Hải tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của Mỹ Hải nhá.